Chào các bạn, quay lại với Lên Vẽ Zombie phần 2. Thì hôm nay thì đã có hai loại cây mới nhất đã xuất hiện. Đó chính là Glovine và cây cuối cùng đó chính là Ratodi. Ratodi thôi. Thì mình sẽ sử dụng cái con Glovine bắt đầu thôi. Là gì mình?
Yes. À, thì cái này là hỗ trợ về màn cuối cùng của cái con người lươn vai. Lươn vai đi. Ôi phải bảo vệ con rồng này. Đến đây đi gầm. Ôi con gì nữa.
mà chúng ta hơi đông quá. Xong rồi, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng tới đây. Nếu nào vẫn đăng ký kênh của mình sẽ làm video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trên những tập video tiếp theo. Tạm biệt.